Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mới nhất, nạn nhân tố chủ quán nướng lấy dép tát vào mặt, xin giảm tội nếu họ để gia đình mình yên. Cô gái trong vụ bị chủ quán nướng Bắc Linh chính thức lên tiếng. Cô cho biết mình bị một nhóm 7 đến 9 người đưa về cơ sở bị tát vào mặt, dọa nạt rất nhiều. Liên quan đến ồn ào chủ quán nướng nhắn hiền thiện ở Bắc Linh xúc phạm cô gái khiến dư luận bức xúc, hiện cơ quan chức năng đã chính thức vào cuộc, đồng thời tiết lộ thêm nhiều sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định phòng chống dịch Covid-19 cũng như hành động giữ tra khảo người trái quy định pháp luật. Giữa bão dư luận chưa lắng xuống, mới đây nạn nhân trong vụ việc đã chính thức lên tiếng chia sẻ với báo chí. Cô cho biết mình không hề đem run sán bỏ vào thức ăn, tuy nhiên trong lúc bị đe dọa tại quán, cô buộc phải nhận lỗi về mình và ký vào tờ giấy được soạn sẵn nội dung. Dù sự việc đã qua 2 ngày nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nhất là với con nhỏ. Chị Hát phát hiện nong non của quán nướng có run sán nên phản ánh cho nhân viên nhưng không được giải quyết triệt để. Đặc biệt nạn nhân không khỏi kinh hoàng khi nhắc lại sự việc đau lòng trên. Sau khi kết thúc đoạn livestream, chủ quán có yêu cầu cô ngửa mặt để tát 2 cái. Khi chị ngửa mặt lên, ông Thiện đã lấy chiếc dép đang đi đập vào mặt chị khiến chị ngã ra sàn nhà và chị lên cơn co giật. Khi đưa lên Facebook, em chỉ nghĩ đơn giản là để góp ý với quán và để mọi người cảnh giác hơn. Không ngờ dẫn đến việc lớn như vậy. Em dùng chính tài khoản Facebook cá nhân của em, có ảnh gia đình, con em, bạn bè em, số điện thoại của em, vân vân, nên không có việc em được ai nhờ vả. Nếu em muốn phá họ, em phải dùng một tài khoản khác chứ. Con em mới có hơn 4 tuổi, em muốn về chơi dạy dỗ con học hành. Nhờ các anh viết rõ nếu gia đình chú Thiện để gia đình em yên, em sẽ viết đơn giảm tội cho họ. Em ở miền núi về đây làm việc buôn bán nhỏ lẻ, chồng em làm công nhân, không hề muốn xảy ra việc này. Và chắc nhà cô Hiền chú Thiện, vợ chồng chủ quán nướng, cũng không muốn xảy ra. Chị Hát nói trong nước mắt cuối buổi trò chuyện với báo chí. Cộng đồng mạng cho rằng cô gái bị đe dọa nên mới xin giảm nhẹ tội cho chủ quán. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.